Thiên đường cá cảnh xin giới thiệu đến các bạn một loại suối mới năm 2020. Sản phẩm rất là hot. Như thế này. Dài 10 xăng, rộng 10 xăng. Còn cái bề dày của nó là 5 xăng. Loại suối này rất là siêu lỗi nha các bạn. Siêu lỗi cho vi sinh nó trú ẩn. Kích thước nó mình xin đọc lại là 10, dài 10, rộng 10, vuông vức là 10. Nhưng mà bề dày nó 5 xăng. Đấy. Một thùng như thế này là gồm 96 viên. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thiên đường ca cảnh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thân ái chào các bạn.